Đức Phật dạy, thế nào gọi là Bồ Tát? Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng giải. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Này các thầy tỷ kheo, Đức Phật nhắc cái thời Đức Phật tu cái pháp hơi thở nè. Này các thầy tỷ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, thì khi còn là Bồ Tát, đó, thì ở đây các thầy thấy thầy có trả lời cho các thầy rồi đó. Bồ Tát là một vị chưa có chứng, cho nên Đức Phật nói khi ta còn Bồ Tát, tức là ta chưa chứng chánh đẳng chánh giác, chưa giác ngộ, chưa chánh đẳng chánh giác, cho nên khi ta còn Bồ Tát, ta trú nhiều với trú này, tức là ta trú nhiều với cái pháp này. Nghĩa là trong lúc đó là Bồ Tát đang tu nhẫn nhục tùy thuận xả tâm của mình đó, thì Đức Phật lại tu về cái pháp hơi thở. Này các thầy tỷ kheo, do ta tu tập nhiều, ở đây thì nó trú nhiều với trú pháp này, với trú này. Ở đây thì thầy dịch ra ta tu cái pháp này nhiều đó, nên thân ta và con mắt không có mỏi mệt, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rõ ràng là từ bỏ là từ bỏ gì? Từ bỏ là hoặc cái gì? Từ bỏ tham sân si chứ gì? Cho nên đưa vào hơi thở nó làm cho chúng ta tỉnh táo, làm chúng ta sáng suốt lên, cho nên con mắt không có mỏi mệt, tâm ta nó không có lì đừ. Đức Phật nói như vậy, ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc và không có chấp thủ. Do mà tu tập như vậy thì Đức Phật sẽ thấy giải thoát hoàn toàn. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng thân và mắt khỏi bị mỏi mệt, và mong rằng tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này cần phải khéo tác ý. Thấy không? Khéo tác ý là cái gì? Quán từ bỏ, hay là hơi thở vô tôi biết vô, hơi thở ra tôi biết ra, tức là khéo tác ý nữa. Các thầy thấy chưa? Cái bài kinh của Phật dạy rõ ràng, mà đây là cái kinh nghiệm của Phật. Phật nói lúc mà ta còn Bồ Tát chưa có thành chánh đẳng chánh giác, ta tu cái này nhiều, cho nên khi mà vào đây 3 năm bên nữ, các con thấy 3 năm các con thầy đã cho các con rèn luyện cái định niệm hơi thở rất là kỹ lưỡng mà. Cho nên hôm nay mà các con tiến tới tu thì thầy tin rằng cái hơi thở các con sẽ quá thuần thục rồi, không có còn có mà cái khó khăn nữa. Do vậy bây giờ hiện giờ có đứa 30 phút hoặc 1 giờ không có niệm vọng tưởng xen vào, thì các con biết là nó đã đạt được đến cái mức của tầm tứ. Và bây giờ mà chúng ta chuyển qua một cái pháp mà vô lậu để mà chúng ta xả cái tâm cho sạch, thì chuyển qua cái pháp vô lậu mà xả tâm thì chúng ta tu ngay cái chính cần, mà giữ trong 3 tháng thì thử hỏi các con có đạt được không. Cho nên bên nữ các con nếu mà thầy đã xác định rất là đúng cái thời điểm của các con sẽ thành tựu được, trong 3 tháng là các con ly dục ly pháp. Và vì vậy mà cái hơi thở này nó sẽ giúp các con ly dục ly pháp rất là cụ thể. Cho nên khi mà ngăn chặn ác pháp á, thì các con thấy thầy khuyên các con tu chánh niệm tỉnh thức và định niệm hơi thở chứ gì đó. Thì cái định niệm hơi thở này thì quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Các con thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy cho nên các con sẽ xả ly và bỏ các pháp ác được, cho nên ly dục ly ác pháp được. Mà Đức Phật đã nhắc lại cái thời của mình chưa là thành tựu, chưa giác ngộ, chưa thành tỉnh giác, thì Đức Phật đã tu tập nó, tu tập cái này nó mà phải khéo tác ý. Đây thầy đọc lại cái câu này để cho các con và các thầy nghe. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng các niệm và các tư duy của ta được đoạn tận, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Mong rằng, muốn rằng cái đoạn diệt những cái sự suy tư ở trong cái đầu của mình và các niệm nó được đoạn diệt, thì cái định niệm hơi thở này phải khéo tác ý. Khéo tác ý như thế nào? Từ bỏ, quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, có phải vậy không? Nó thì sự khéo tác ý ở đây Đức Phật muốn nhắc là chúng ta phải khéo nó để mà nhắc tâm của chúng ta. Nó thì như vậy là nó cái khéo tác ý như vậy là các thầy và các con phải nhớ đó là một cái pháp hướng của chúng ta, để cho nó khi mà nó đã ngăn chặn đứng được tất cả các cái tạp niệm, các cái lậu hoặc, thì lúc bây giờ nó trở thành một cái đạo lực cho chúng ta đó.